Dạ chào mấy chị, em gửi cho mấy chị cái menu cái menu quán dạ. Có món nào uống mà cho nó sung sung lên, phấn khích lên không? Dạ chị uống cái dăm sứa đi. Dăm sứa là dưa sâm dứa đó chị. Sâm dứa đó dạ. Con ơi, một ly sâm dứa cho chị này ha. Dạ chị coi chị thích món nào chị chọn chị. Dạ dạ. Uống cái gì mà cho nó rừng rực á thầy? Rừng rực hả? Dạ chị uống cái tô sinh lý đi. Đó, cái tô sinh lý nè chị. Tô sinh lý là cái gì? Tô sinh lý là ly sinh tố đó. Dạ. Chị uống sinh tố mặn cầu đi rồi em bỏ chút tiêu vô. Dạ không được. Sinh tố cầu bỏ tiêu kỳ quá. Uống tô sinh lý nha. Một tô sinh lý cho chị áo trắng con ơi. Dạ chị uống gì rồi chị coi. Cái giọng bằng kiều này là cái nước gì? Giọng bằng kiều là cacao nè chị. Đúng rồi. Anh bằng kiều anh hát cao gọi là cacao. Vậy là quốc ly cacao nha. Đó, rồi. Con ơi, một ly cacao cho cái chị áo đỏ này nha. Rồi lượm tiền. Ok.